Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2022. Tối hôm nay Hiền làm cho ông xã bất ngờ đây. Đó, vợ làm cho chồng bất ngờ. Chồng đón hoài, đón mãi luôn, cũng không biết là vợ sẽ tặng gì cho chồng đúng không? Thán 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 thàn. Cứ dắt chồng đi rồi chạy tùm lum tùm la. Cuối cùng là quậy vô đây, chồng bất ngờ lắm đúng không? Bất ngờ chưa? Cô chồng dễ thương của vợ. Hôm nay vợ tặng cho chồng cái này vợ vui lắm. Chồng vui một chứ vợ vui mười lắm. Cảm ơn chồng vì đã hy sinh cho vợ con. Cái gì cũng nghĩ cho vợ, cho con. Đó, thì ngày hôm nay là cái món quà này á, là vợ muốn tặng chồng lâu lắm rồi. Nhưng mà chồng cứ không chịu. Chồng cứ nói là để tiền ở đó dành dụm, không cho vợ mua này kia. Thôi thế là vợ tự quyết định luôn. Vợ không có muốn những cái gì mà liên quan tới chồng, lúc nào chồng cũng tiết kiệm hết á. Chồng toàn mua cho vợ không à. Đó, giờ để vợ quyết định, đây là quyết định đúng đắn luôn. Rút tiền chạy thẳng, bắn thẳng vô FPT ở 480 Lê Trọng Tấn, Tân Phú. Hốt liền cho chồng cái điện thoại nóng hổi luôn. Chọn hay quá, chọn tới, chọn lui, cuối cùng cũng chọn màu tím. Đang đuối trên mà. Rồi đó, tranh thủ rước thằng nhóc thằng con về đi, vợ lấy điện thoại cho. Đó, đẹp quá trời luôn. Về tới nhà, chồng thích là vợ vui lắm chồng ơi. Vợ hy vọng chồng sẽ luôn là trụ cột của gia đình, luôn luôn yêu thương vợ con tới suốt đời như những gì chồng hứa nha. Đó, nếu không thì vợ sẽ cố gắng mỗi năm mỗi một món quà cho ông xã yêu dấu của vợ. Vợ thương chồng nhiều lắm. Một nửa của vợ, vợ thương chồng rất 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 rất, rất là nhiều luôn. Chồng thích là vợ vui vô cùng. Đánh dấu ngày hôm nay vợ tặng chồng. Nói gì nói chứ từ xưa tới giờ, từ lúc hai đứa quen nhau tới giờ á, vợ ít tặng quà cho chồng lắm. Hầu như là không tới đếm như đầu ngón tay. Mười mấy năm quen nhau rồi không tới 5 phần quà nữa. Này phần quà chắc phần quà thứ ba thứ tư vợ tặng chồng. Ngược lại chồng tặng vợ tặng con quá trời luôn. Cảm ơn chồng vì đã yêu thương vợ con và đã đến với vợ con. Và cảm ơn ông trời vì đã cho chồng xuất hiện trong cuộc đời của vợ nha. I love you. Đồ con lớn.